trong cái đêm định mệnh ngày 18 tháng 12, thời khắc mà người ta vẫn đang say đắm với chức vô địch World Cup của Messi và các đồng đội giành được tại sân vận động Luceo ngày hôm đó, có một người Argentina khác, một người phải bẽn lẽn khoác chiếc áo số 19 của đội tuyển lên người, vượt qua phần đông các cầu thủ còn lại để tiến đến bên chiếc cúp vàng. Và đương nhiên rồi, với dòng huyết quản xanh đang chảy trong người, anh cũng chẳng thể nào kiềm lòng mà nâng cao chiếc cúp vô địch cùng các đồng đội của mình. Không, có lẽ nên gọi là những người đồng đội cũ mới đúng, bởi 2 năm trước, anh đã giã từ bóng đá trong nước mắt và rời xa màu áo đội tuyển. Nói đến đây, phần đông chúng ta cũng đoán được người đó là ai. Vâng, đó chính là Sergio Aguero, một người đáng lẽ có thể cùng chiến đấu, cùng chung vui một cách đường đường chính chính nếu căn bệnh rối loạn nhịp tim không tìm đến anh. Nhưng có sao đâu, các đồng đội vẫn chào đón anh, và đặc biệt là Lionel Messi, người đội trưởng đồng thời cũng là người bạn thân của anh, rất ân cần quan tâm đến Aguero. Và thậm chí trước thềm trận chung kết lịch sử ấy, người ta đã sắp xếp cho El Kun được ở cùng phòng với Messi, bởi tiền đạo của PSG chỉ có thể thực sự ngon giấc trên đội tuyển nếu người cùng phòng với anh là Sergio Aguero. Chừng đấy thôi có lẽ chúng ta cũng đã hình dung được tình bạn của Messi và Aguero là cao đẹp đến thế nào. Thời điểm mà Messi nâng cao chiếc cúp vô địch, nhìn sâu vào nụ cười mãn nguyện ấy, chúng ta sẽ thấy được một chút gì đó thiếu thiếu. Đó dường như là sự thiếu vắng của người bạn thân Aguero. Và khi mà Aguero ăn mừng cùng những người đồng đội, trên gương mặt ướm lệ của anh cũng chất chứa vô vàn những tiếc nuối. Anh tiếc vì mình đã không thể chiến đấu cùng các đồng đội. Anh tiếc vì căn bệnh quái ác lại tìm đến anh vào thời điểm cận kề cơ hội nâng cúp trong sự nghiệp. Và điều tiếc nhất chính là anh không thể ở bên cạnh Messi để cùng nhau gánh vác Argentina theo một cách thuyết phục hơn nữa. Trong bóng đá, không hiếm gặp các cặp bạn thân với nhiều câu chuyện xúc động. Nhưng có lẽ việc thân thiết với một người được đánh giá là trầm tính như Messi không phải là một câu chuyện dễ dàng. Cả hai luôn cho thấy mình là một đội bạn có cùng điệu, cùng âm với nhau, từ cách sinh hoạt đến cách chơi bóng trên sân. Bằng chứng là từ khi còn là cầu thủ của các đội trẻ ở Argentina, Lionel Messi và Sergio Aguero đã là bạn thân và luôn ở chung phòng. Tuy nhiên, khi El Kun đột ngột giải nghệ vì bệnh tim, El Pulga đã quyết định ở một mình khi dự World Cup 2022. Mối quan hệ giữa Messi và Aguero thân thiết đến nỗi tiền đạo của PSG đã không cho ai chung phòng mỗi khi lên tuyển nữa. Nhiều hình ảnh cho thấy, ngay bên cạnh phòng của Messi là tấm biển ghi tên của Nicolas Otamendi và Rodrigo De Paul. Hiện tại De Paul đang là người thân thiết nhất với Messi trên tuyển Argentina. Tiền vệ Atletico được người hâm mộ ví von là vệ sĩ của Messi. Chỉ cần Messi bị phạm lỗi, De Paul sẽ chạy đến đầu tiên để bảo vệ. Trở lại với Aguero, anh không thể dự World Cup, nhưng cũng đã lên máy bay đến Qatar để cổ vũ đồng đội. Và trước thềm trận chung kết, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia đã đề nghị Sergio Aguero ở lại đại bản doanh của đội tuyển Argentina. Theo đó, El Kun sẽ ở chung phòng với người bạn thân Lionel Messi. Đây là hành động đáng trân trọng của ông Claudio Tapia và ban huấn luyện Albiceleste. Nếu không có sự cố vào năm 2021, Aguero nhiều khả năng vẫn là thành viên của đội tuyển quốc gia dự World Cup 2022. Và có một giả thuyết vẫn được người hâm mộ truyền tai nhau kể từ sau trận World Cup rằng việc Aguero ở cùng phòng với Messi đã giúp cho chủ nhân của 7 quả bóng vàng có được một giấc ngủ tốt nhất và trạng thái sung mãn nhất trong trận đấu với Pháp. Và nói theo một cách tâm linh, nếu không có Aguero ngủ cùng Messi đêm đó, chắc gì đội bóng Nam Mỹ đã có thể vượt qua nhà đương kim vô địch của giải đấu. Thực tế thì khi World Cup 2022 diễn ra, ảnh hưởng của Aguero cũng lớn dần lên. Sau thất bại trước Ả Rập Xê Út, anh chỉ trích Lautaro Martinez và nói rằng ban huấn luyện đã sai vì để tiền đạo Inter đá chính thay vì Julian Alvarez. Và đến khi Martinez liên tục gây thất vọng ở trận thứ 2 gặp Mexico, huấn luyện viên Lionel Scaloni thừa nhận sự kiên trì của ông không mang lại kết quả và Aguero đã đúng. Tại Argentina, cảm xúc đóng vai trò quan trọng giữa thành công. Sự hiện diện của Aguero giúp tạo nên sự hứng khởi đồng thời được cho là mang đến điểm lành. Vì vậy anh đang dần trở thành nhân viên không chính thức của đội. Messi và Aguero có được tình cảm lâu bền như vậy là bởi họ đã cùng nhau lớn lên và trưởng thành từ thời điểm chỉ mới là những cậu nhóc chưa biết sút bóng là gì. Họ không chỉ giống nhau về cách chào đời bởi những cặp phụ huynh vị thành niên, mà là còn giống ở cái tên, con đường xuất ngoại tạo lập sự nghiệp cũng như cách chống lại nghịch cảnh. Trong tất cả những sự trùng hợp và kỳ lạ của số phận đã làm nên sự nghiệp của Aguero,
Có một điều khiến anh đặc biệt nhớ mãi, đó là trận đấu ra mắt của anh đã được Lionel Messi xem trên truyền hình với địa điểm cách đó 200 km. Điều để lại ấn tượng lâu dài nhất cho Messi là việc xem một trận đấu bóng đá trực tiếp trên TV và nghe thấy bình luận viên tuyên bố rằng đó là một ngày lịch sử khi cầu thủ mới chỉ 15 tuổi trẻ nhất trong lịch sử giải Primera A Nacional của Argentina sẽ bước ra ánh sáng. Bất chấp màn ra mắt đầy hứa hẹn, sự nghiệp tại câu lạc bộ của Sergio khi Independiente trải qua một giai đoạn đầy khó khăn và anh đã gần như không ra sân trong gần một năm. Nhưng anh đã có 3 trận liên tiếp được thi đấu và bàn thắng đầu tiên dưới thời của Pedro Damian Monzon, huấn luyện viên thứ 6 của câu lạc bộ trong 18 tháng. Và huấn luyện viên thứ 7 là Cesar Luis Menotti đã cho Sergio cơ hội dụ U20 World Cup 2005 ở Hà Lan, giải đấu dành cho cầu thủ trẻ, nơi anh đã tạo dựng nên tình bạn trọn đời với Messi. Vào lần gặp gỡ đầu tiên, Sergio đã tiến gần đến Messi và hỏi một câu làm quen đơn giản: cậu là ai? Messi, cựu cầu thủ của Barca, trả lời ngắn gọn như vậy. Không cần phải nói gì nhiều, nhưng Leo và Sergio đã không giấu nổi sự ngưỡng mộ lẫn nhau ngay từ những phút đầu hội ngộ. Họ là hai thành viên trẻ nhất của đội tuyển trẻ Argentina đến Hà Lan. Nhưng không chỉ vì lý do đó mà Miguel Angel, một trong những huấn luyện viên đội trẻ vĩ đại của Argentina, đã đưa ra quyết định cả hai nên ở chung phòng với nhau. Miguel Angel nói với Kun rằng cậu ta sẽ ở chung phòng với Leo vì ông ấy tin rằng Sergio sẽ được định sẵn để đến châu Âu và trải nghiệm của Messi ở Barca có giá trị tuyệt đối với El Kun. Chính ở đó tình bạn của họ trở nên bền chặt hơn. Messi và Aguero đã tạo ra một sự thấu hiểu trên sân cỏ, nhưng chính những gì cả hai cùng nhau trải qua sau cánh cửa đóng kín mới thực sự tạo nên ấn tượng lâu dài. Cũng giống như tình yêu, những câu chuyện về tình bạn đẹp đều gặp phải những giông bão. Messi và Aguero cũng đã trải qua câu chuyện buồn đen tối nhất cuộc đời. Theo đó, trước khi trở thành bạn thân của Messi, Aguero cũng có một người bạn thân từng thi đấu với anh tại Independiente, tên là Emiliano Molina. Nhưng bi kịch đã xảy ra khi Emiliano Molina gặp phải một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc vào thời điểm Aguero du đấu tại Hà Lan. Sau khi thông tin về vụ việc đến tai các thành viên của ban huấn luyện, họ đã cố gắng tắt wifi khách sạn như một biện pháp để bảo vệ tiền đạo của mình gặp phải tin tức buồn trước khi mọi người thông báo cho anh một cách tế nhị. Sau khi báo tin buồn, Messi và Aguero đã ôm chặt nhau và khóc trong một thời gian dài. Leo và Kun hỗ trợ nhau để vượt qua nỗi thống khổ đeo bám như vậy, vượt qua nhiều thăng trầm cùng nhau trên sân cỏ lẫn ngoài cuộc sống. Cuộc sống của cả hai dù có nhiều thay đổi nhưng tình bạn gắn bó vẫn là thứ không phai nhòa giữa hai người. Bên ngoài sân cỏ, kể từ khi là hai cậu nhóc chỉ biết đến đá bóng, giờ họ là người đàn ông của gia đình và có mối liên kết vô hạn. Khi con đầu lòng Benjamin Aguero được cậu bạn thân Messi nhận làm bố đỡ đầu, ở góc độ cầu thủ, cả hai đều sáng chói trong màu áo câu lạc bộ với nhiều danh hiệu lớn nhỏ và luôn đứng đầu trong danh sách những tiền đạo vĩ đại nhất thế kỷ 21. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, cả hai đều là chân sút vĩ đại khi họ đều đã vượt qua huyền thoại Maradona về số bàn thắng ghi được trên đấu trường quốc tế. Tại World Cup 2022, Messi trở thành đầu tàu đưa Argentina lên ngôi vô địch sau 36 năm chờ đợi. Còn Aguero, dù đáng tiếc phải từ giã sự nghiệp của mình do được chẩn đoán mắc bệnh tim, nhưng anh vẫn là một điểm tựa bên cạnh Messi, vẫn là người được đặt cách ngủ cùng phòng với người bạn thân thiết của mình trong đêm trước trận chung kết, và vẫn là người sẵn sàng kiến tạo những khoảnh khắc huyền thoại cho người anh em thân thiết của mình. Quay lại đêm vinh quang tại Luseo, Aguero khi đó mặc áo sơ mi, ngồi trên khán đài. Nhưng thời điểm Argentina chính thức trở thành nhà vô địch, anh lao vào sân nhanh hơn bất kỳ ai, với chiếc áo đấu số 19 và hòa vào lễ ăn mừng cùng Messi. Aguero cũng kiếm được cái trống khổng lồ để khuấy động bầu không khí trước khi biến mình thành tâm điểm với việc cõng Messi trên vai. Có lẽ đó sẽ là hình ảnh sống mãi cùng thời gian. Nhiều người chỉ trích Aguero khi xuống ăn mừng cùng đồng đội cũ vì anh chẳng đóng góp được gì cho tập thể này trên hành trình đăng quang. Nhưng nếu không có Aguero ngủ cùng phòng ngày hôm đó, liệu Messi có thể chơi thăng hoa đến vậy hay không là điều mà không ai dám chắc. Sẽ không ngoa khi nói rằng tình cảm giữa Messi và Aguero đã vượt qua ngoài khuôn khổ của tình bạn hay tình đồng đội, mà giờ đây người ta có thể gọi rằng đó là tình tri kỷ của hai con người vĩ đại.